Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm cho đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 163.000 lao động, đạt trên 54,3% kế hoạch. Trong đó, việc làm mới gần 80.000 vị trí, đạt 52,1% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông báo cho người lao động thôi việc của 23 doanh nghiệp. Trong đó có 14 doanh nghiệp FDI, 8 doanh nghiệp tư nhân và 1 đơn vị sự nghiệp. Với số lao động mất việc là 1.137 người, trên 20.405 người. Bên cạnh đó, số lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp và đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 64.860 trường hợp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận để nắm số lượng công nhân bị ngừng, bị nghỉ cũng như ngành nghề công việc, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết việc làm cho trên 163.000 lao động, đạt trên 54,3% kế hoạch. Trong đó, việc làm mới là 80.000 vị trí, đạt 52,1% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,21%, tỷ lệ đào tạo việc làm mới tăng 0,25%.